sang về quê ăn Tết gửi mèo cho spa thiếu trách nhiệm. Lại là một câu chuyện đáng buồn mùa Tết này. Bạn chủ này ban đầu tính đưa hai bé mèo nhà mình về quê ăn Tết, nhưng sát ngày nhà xe lại không nhận vì có tận hai bé mèo. Do quá gấp rút, những chỗ gửi quen đều hết chỗ nên bạn đành phải lướt tìm trong các hội nhóm và vô tình tìm thấy spa của một bạn nên đã liên hệ. Hai bé mèo được gửi trong thời gian 10 ngày. Trong suốt những ngày đó, bên phía spa cam đoan là có tắm rửa và vệ sinh thường xuyên cho các bé, cũng cập nhật với bạn chủ là hai bé đều ăn uống và sinh hoạt bình thường. Tuy nhiên 10 ngày sau nhận lại hai bé mèo, bạn chủ bàng hoàng khi hai bé đều hôi hám, gầy đi trông thấy và có dấu hiệu stress. Dù phía spa cam đoan là có tắm rửa và xịt vệ sinh, nhưng khi nhận về thì người hai bé đều ẩm ướt do chất thải dính vào lâu ngày. Về tình trạng sức khỏe, hai bé mèo đều có dấu hiệu lờ đờ mệt mỏi, bỏ ăn, thậm chí là đi tiểu và hắt hơi ra máu. Sau khi cân lên thì các bé đều nhẹ đi hơn nửa ký. Quá bức xúc nên bạn chủ đã liên hệ, thì phía spa lại trả lời rất thiếu trách nhiệm, không chịu trả lời tin nhắn và block luôn bạn chủ. Sau khi đưa hai bé đi thú y, cả hai bé mèo đều bị bệnh và cần điều trị lâu dài. Một bé bị bệnh hô hấp, một bé thì nhiễm trùng đường tiểu do vệ sinh bẩn và không bổ sung nước uống. Thật sự là quá xót xa. Đây cũng là lời cảnh tỉnh cho các con sen khi gửi chó mèo tại các spa, cần phải kiểm tra kỹ lưỡng để tránh ảnh hưởng tới các bé như này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Yêu Lu. Nhớ ấn đăng ký kênh để xem thêm các video hay tiếp theo nhé!